nhưng mà tao phóng sinh lạ lắm mà nha. Đó, đâu đâu cũng là duyên trời đã định rồi, thôi mới tụi em về nhà anh Khánh, mới tụi em sống vui vẻ hạnh phúc nha, xinh tươi vui đẹp mạnh khỏe nha. Đó rồi chị thương nha, hồ bự chảng mấy con cá đâu thấy gì đâu thắm. Hồi sẵn đây có ai muốn làm hồ mà lọc nổi và lọc chìm thì tớ hướng dẫn miễn phí nha. Quay vòng vòng cái hồ cho khán giả coi. Trời, 15 con cá vô không thấy gì dưng anh.